Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Subway Surfers. Let's go. Ok. Nhân 2 sao rồi, ok. Oh my god, chưa con. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới cái thứ hai nha. Pulse Matter. Player 1, choose. Let's go. Hồi cao. Oh, okay.
Let's go. Wow, 12 đã cao rồi. Vậy thì vẫn phải là 11 thôi. Ok, cái này thì 12 thì vừa. Wow, anh ta vẫn còn sống này. Ok. Let's go. Jim. Oh my gosh. Vẫn là 11. Ok, lại 12 rồi. Boom. Anh ta đi luôn. Finish him. Fatality. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha, Ice Cream 2. Let's go. Ok, let's go. Và tựa game này thì các bạn phải hóa thân là cậu dây, là bạn của cô gái này. Sau đó thì sẽ phải đi giải cứu cô ta thoát khỏi ông Ice Cream này. Đầu tiên thì sẽ có một cái map bản đồ đây. Mình sẽ đặt đây. Stop. Rồi cho anh ta leo mình đi. Oh my gosh. Okay. Ông ta đang ở trên ngôi nhà kia. Let's go. What
cho đổi thôi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Rồi mình sẽ lên trên này luôn. Let's go. Nhanh thôi, không ông ta lại vào đây là coi như chạy rất là khó luôn. Oh my god. Ok. Đó, ông ta đang nghe thấy tiếng rồi. Chuồn nhanh. Ok, let's go. Cái này thì các bạn không thể ném được bởi vì cái này rất là nặng, cho nên khi các bạn ném ông ta thì ông ta sẽ không được gì. Jay, okay, let's go. Xem tôi đi. Ok, ông ta đốt lấy rồi. Bây giờ thì mình sẽ về cinema. Let's go. Xem tới đây. Oh.
Oh my god. Ném trúng vào đầu ông ta nhưng mà ném chậm quá đâm ra ông ta lại không bị gì. Rồi ok, bây giờ thì mình phải tìm cách để thoát khỏi đây. Oh my god, sao ta lại đứng ở ngay đây nhỉ? Wow wow wow. Kinh khủng luôn. Oh my god. Ok. Cái này mình không biết đủ điều gì khi mà lần thứ hai như thế này. Nó phải có một cái gì đó. Oh my god. Không thoát ra được đây rồi. Thế mình nghĩ nữa phải còn phải có một cái gì đó nữa. Đó, còn cái cửa sổ đó nhưng mà mình vẫn chưa biết cách mở cái cửa sổ mà khi bị bắt lần hai như thế nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang trường thứ 4, trường Great Internet Members. Let's go. Wow, ok. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Taking Tom Friend. Let's go. Chỉ mà anh chàng này ăn một cái nó lo luôn rồi mà.
pa casi tiempo rato, ¿qué hace? ¿Cuál que ya caña de tiene doctor Boba? Ese que Ama va tan bien tu rilla tondo. Son cuatro pues, un poco tita. Ya te digo, mami, te entiendo. Tada. Mamá, ¿qué? Oh, ¿a dónde te queda? Sabro pa casi tan de que todo. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Thành start. Rồi, mình sẽ tiến lại gần. Boom. Cho anh ta tiến gần 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 không? Không tiến gần. Oh my god. Wow. Mình bắt buộc phải tiến gần thôi. No fuel. Nice. You okay? Viên đạn đầu tiên của xe này hình như là bắn xuyên tường. Đúng rồi, chuẩn thôi. Wow, mà xuyên tường trúng rất là đau. 1/3 cái máu luôn. Giờ xem anh ta sẽ làm gì. Chiu. Boom. Wow. Ok. Oh my gosh. So ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới kênh tiếp theo nha. Let's go. Play. Go. Chụp quả chuối luôn. Thắng luôn. Rồi quả này mình sẽ cầm quả bom. Okay, let's go. Okay.
thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ninja. Okay, let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.